Xin chào quý vị và bà con. Thưa bà con, trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gà, vào những ngày thời tiết nóng nực, bà con thường bổ sung vitamin C cho gia cầm. Vitamin C tham gia quá trình hô hấp tế bào, tăng cường các phản ứng oxy hóa khử, kích thích sự sinh trưởng và đổi mới tổ chức tế bào, tăng cường khả năng tạo huyết sắc tố, thúc đẩy sự đông máu, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, chống stress, tạo điều kiện gia tăng năng suất và phẩm chất trứng. Bà con có thể sử dụng vitamin C trong những trường hợp sau: trước và sau khi chủng ngừa, trước khi chủng ngừa 1 đến 2 ngày và sau khi chủng ngừa 3 đến 5 ngày, sử dụng thường xuyên trong mùa nắng nóng và trong những tháng chuyển mùa. Theo dự báo, đợt nắng nóng đầu mùa tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi cao hơn. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhất là thời điểm trưa và chiều, độ ẩm giảm xuống mức từ 35 cho đến 50%. Từ ngày 25 tháng 3, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 cho đến 50%. Ở miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt là 33 cho đến 35 độ, còn tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Trời nóng khô nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do đó, quý vị và bà con cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.